Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái bài này hướng dẫn cho các bạn độ một cái đầu máy Nhật bãi vào cái bình xịt Trung Quốc nha các bạn. Đây mình tháo, mình bỏ cái đầu Trung Quốc ra, mình ráp đầu kia thường đầu cao qua đầu quăng các bạn. Ta chạy ta chê nhưng mà tới nhà mình đổ một cái con máy này, con máy ba lô mình gắn láp vô thì mình xài đó các bạn, nhưng mà mình không gắn láp thì mình gắn vô bình xịt. Con Tanaka này đó, tum gời rất là dễ sử dụng, máy còn rất là đẹp, máy đẹp lắm. Mình hơi nãy giờ mình cầm mình làm nó hơi dính vết, chụp giật trợ lực BUM 2007S 207S 27 là 27C đó các bạn, 27 là 27C, mạnh hơn ten là 26, mạnh hơn magu 26, hơi dữ lắm. Thông thường thì cái đời của thằng Komitsu, cái đời của thằng Komitsu, đời của thằng mấy cái mình vừa tháo ra là nó cái miếng trận nó nằm vậy, miếng này nó sẽ nằm vậy nè các bạn. Nó có hai lỗ ốc ở đây, hai lỗ ốc này chỗ này các bạn. Vậy mình gắn cái miếng này vô, gắn cái chân này, chân nó vô vậy mới được. Bây giờ cái đời này nó không có lỗ vậy, không có lỗ đây, mà nó lại có hai lỗ dưới này và cái lỗ này các bạn. Bây giờ mình chỉ việc là mình miếng này mình cắt bỏ nè, mình vừa cắt bỏ nè các bạn, nó liền rồi đó, nó liền vậy nè, mình vừa cắt bỏ nè. Cắt bỏ xong cái mình để vô đây, đây nó có hai lỗ này, hai lỗ cắm trở xuống nha, hai lỗ ốc cắm trở xuống cho các bạn nhìn rõ rồi. Mình sẽ gắn vô đây, mài đây này nha các bạn, mài đây. Vô đây mình khoan đúng hai lỗ ốc nè, rồi mình nhận vô đây nha. Đơn giản vậy à, thay vì của ghim của nó là chân đó, nó gì hoặc là nó gì, cái chân nguyên bản của nó các bạn, chân nó gì hoặc là cái gì. Bây giờ mình không có hai lỗ này, không có hai lỗ này trên máy nha, trên máy này không có hai lỗ này. Giờ mình cắt bỏ cái phần này đi, mình để xuống đây nha các bạn, để xuống đây đó. Để xuống đây thì mình chỉ việc khoan hai cái lỗ này cho nó vừa hai cái lỗ này các bạn. Khoan này mình mới khoan nè, mình mới khoan lỗ này với lỗ này nè, gắp vô mình bắt là mình sẽ có hai cái chân đây, mình gắn thun vô các bạn, đơn giản nè, gắn thun vô đây là xong đó. Vậy là mình có cái chân rồi, rất là đơn giản. Mình để lật gì cũng được, lật dày cũng được các bạn, rất là dễ, không có gì khó hết. Rồi mình bắt tay vô một giáp các bạn. Mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi các bạn, ốc, lon, mình chuẩn bị sẵn hết.
khi mình khoan mình nhớ giũa cái lỗ này ra cho nó dài dài một chút nha các bạn. Nếu mình khoan chính xác thì thôi, còn nếu mình khoan hơi sai một chút á là mình giũa, mình lấy cái giũa giũa răng cưa của mình á các bạn, mình đưa vô đây mình giũa cho cái lỗ nó dài một chút, là mình chịch chút thì mình sẽ đưa tới đưa lui là nó sẽ vô thôi. Dễ. Mà gắn gắn mấy cục thun giảm xóc này vô nha các bạn. Này thun giảm xóc vừa làm cái chân luôn. Rồi đây mình có cái chân hoàn chỉnh nè, ngon cứng ngắc luôn đấy các bạn. Rồi bố này có lần mình đã hướng dẫn các bạn chỉnh bố này nha các bạn. Bố máy bình xịt thì chỉnh nó sẽ mềm hơn là cái bố máy cắt cỏ nha các bạn. Đây mềm nè, mình lấy móng tay mình bật ra là nó ra nè các bạn. Đó, mềm hơn, chỉnh máy bình xịt là phải mềm hơn chỉnh máy cắt cỏ nha các bạn. Bằng cách là mình làm cho giãn cái lò xo này ra nè. Mình chỉ việc mình lấy cái vít dẹp á, tung vít dẹp mình chen vô kẽ này là nó giãn ra các bạn nha. Mình lấy tung vít dẹp vậy nè, mình chen vô cái kẽ này, mình đóng xuống là nó cái lò xo nó giãn ra, nó mềm lại. Đó, nó mềm tới cái độ vừa phải vậy nè, không có hả họng. Nó phải vô dính vô vậy thì nó máy mình chạy lên nó mới không bị kêu. Nếu mà nó lỏng quá là máy mình lên chạy ganti nó bị kêu đó các bạn. Còn mình chỉnh nó ôm sát vô vậy thì máy mình chạy ganti nó không bị kêu, nhưng mà nó phải mềm hơn máy phát cỏ nha các bạn. Nếu mà nó cứng quá thì mình chạy rất là hao xăng. Rồi. Rồi máy này nó rất là phù hợp cho cái bơm này nè các bạn. Đưa vô là vừa hết luôn, khỏi cần phải giũa, phải cần độ chế gì hết trơn. Rồi mình lắp vô, mình đắp bơm vô nữa các bạn.
mình nên tháo ra gì nha các bạn, mình thao tác nó mới nhanh. Mình để dính trong máy, để dính trong cái bình nữa là mình thao tác rất là khó. Mình tháo ra gì đi, mình chịu khó mình tháo ra gì là mình làm rất là nhanh luôn. Mình dặn bốn con ốc này rất là dễ. Nếu mà mình để dính ở trong bình á, mình làm mình dặn bốn con ốc này rất là cực á, chày tay hết trơn luôn mà nó không chặt. Rồi xong rồi mình chỉ việc để vô đây mình lấy dấu nha các bạn. Mình đưa vô đây mình lấy dấu. Mình đưa vô cái bình xịt mình lấy dấu. Lấy dấu hoa nặng mình khoan ở đây. Mình đã lấy dấu mình khoan sẵn rồi các bạn. Mình đã lấy dấu mình khoan sẵn hai lỗ mới nè, cho phù hợp với cái chân của mình nè các bạn. Đây, chân đây. Giờ mình đã khoan sẵn rồi. Đây. Khoan sẵn đây các bạn. Hai lỗ mình mới khoan mới đây. Rồi mình đưa vô là nó ngay. Giờ mình đưa vô mình dặn. Rồi ngay hết rồi đó các bạn. Bây giờ mình chỉ việc dặn vô thôi. Mình nhớ chét cho nó miếng mỡ bò nha các bạn. Như chỗ này mình không chét mỡ bò rồi sau này con ốc nó chết mình khó tháo lắm, nó ra lắm nha các bạn. Mình chét cho nó miếng mỡ bò. Tại vì ở đây nó làm việc ở dưới môi trường nước không à, không có mỡ bò mới mốt nó xét mình nó chết ốc mình mắc cắt bỏ. Rồi. Thấy không, mình đổ cái máy mình vô rất là chắc chắn cứng rất là ngon luôn. Rồi giờ chỉ việc mình còn công việc kế tiếp là mình nối ống xăng vô nha các bạn. Nối ống xăng vô rồi mình khởi động máy cho các bạn xem. Nối ống xăng, nối công tắc vô. Vô. Rồi. Bơm xăng các bạn. Rồi. Bơm xăng ngon rồi đó. Tổng e. Mình còn chưa gáp dây ga để mình gáp dây ga các bạn ha. Gáp dây ga vô giật cái máy chạy. Đây gáp dây ga thì cũng đơn giản thôi. Dây ga, cái đầu dây ga này mình cũng nhớ chét miếng mỡ bò nha các bạn. Có mỡ bò thì độ bền nó cao. Rồi, mình sẽ gắp xong dây ga rồi các bạn. Mình dặn nắp bô này lại nha các bạn. Đầu máy nhật nè, rất là đã luôn nha các bạn.
máy Tanaka của Nhật có dây giật trợ lực. Rồi giờ mình đóng e nè, lên ga khởi động lúc nào mình cũng vậy thôi, đóng ga lên, đóng e lên ga khởi động này, mình dặn xăng cho nó dư dư chút rồi nãy mình dặn ga cho nó dư chút rồi mình hồi này mình hướng dẫn cho các bạn chỉnh chỉnh xăng luôn nha. Các bạn nghe cái tiếng máy chạy dư xăng thấy không? Bây giờ mình chỉnh vô chút đi, nó dư quá trời dư rồi. Mình chỉnh vô chút nha các bạn. Chỉnh cây tốc độ cao nè các bạn. Chỉnh vô chút. Cái kêu với không kêu là do mình chỉnh bố đó nha các bạn. Chạy ganh ti kêu hay không kêu do mình chỉnh bố. Chỉnh quá mềm là nó sẽ kêu, chỉnh quá cứng xịt sẽ hao xăng. Đó, tùy theo ý thích của các bạn mà chỉnh sao là mình chỉnh. Mình chỉnh cách, chỉ cách chỉnh là mình chèn cái mũi vít dẹp vô trong cái lò xo thì tự nó giãn ra ha. Còn nếu mà mình lỡ bị giãn quá thì mình bẻ quẹo cái đầu nó vô, quẹo cái đầu lò xo á các bạn, đơn giản vậy thôi. Lỡ mình chỉnh qua ga quá giãn thì mình có cách là mình để vô cây kềm bóp cho nó thung cái lò xo lại. Ganh ti hơi nhỏ chút các bạn, lên lên rồi. Video mình hướng dẫn mình độ chế cái đầu máy nghe hàng bãi Nhật đó, nghĩa địa Nhật đó các bạn, vô một cái bình xịt của hàng Trung Quốc. Đến đây là kết thúc nha các bạn. Xin mến chào các bạn và hẹn gặp lại các lần sau. Nếu thấy hay thì nhớ like với đăng ký giúp mình nha. Xin mến chào.